Hello mọi người, hôm nay mình sẽ thực hành cho mọi người kỹ năng lái xe ban đêm trong thành phố nha. Giờ mình xuất phát thôi, sẵn đi chơi mình quay cho mọi người xem luôn. Xuất phát thôi ha, hãng tay ha, vô số 1 rồi bắt nhanh trái ra từ từ. Nhớ là khi mình lên xe mình ra thì mình ra từ từ, mình không có gấp, không có đâm cái ào qua liền nha, rất là nguy hiểm. Rồi khi mà xe lăn bánh rồi á thì bắt đầu mình vô số 2. Tại vì mình nhớ không nhầm là khi mình học mình thi mà sát hạch đường trường á thì có cái bài là khởi đò, là khởi hành trong 15 mét là bà vô 3 số á. Thì mình nhớ là xe khi mà vừa lăn bánh là vô số 2 liền. Khi đường trường ban đêm á, thì cái điều kiện đầu tiên á, là bắt buộc là xe mình phải đèn phải đủ ánh sáng nha mọi người. Sáng đường hai chiều thì mình cứ canh là cái len giữa tim đường, cái tim đường á nằm trên vai mình là vừa, và xe mình vừa có thể mình lấn qua tí xíu được, lấn qua trái nha. Nhớ là khi mà đi xe ô tô thì mình phải là nhường phải nha, lấn trái nhường phải nha. Bởi vì ví dụ mình lấn qua trái lỡ người đối diện mình, người ta thấy mình lấn, người ta thấy người ta né, còn bên phải là mình chạy sau lưng người ta cho nên là người ta không thấy mình, cho nên là mình ưu tiên là mình nhường bên phải. Mấy bạn mà mới mà học lái xe, mới tập lái, mới có bằng thì thường là hay có cái hiện tượng là chạy xe là lấn phải nha, tấp lề phải quá thì không được, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đến những cái bạn biển báo ngã ba ngã tư á, mình trả số về số 3 hoặc là thấp hơn nữa số 2 tùy tốc độ nha. Rồi mình bắt xi nhan báo theo hướng rẽ của mình. Ở đây mình rẽ phải, bắt xi nhan phải nè. Rồi mình về số 3 ha. Từ từ qua. Đó, khi qua được rồi thì đầu mình theo tốc độ xe mình vô số thôi. Nói chung là chạy ban đêm ban ngày nó cũng như nhau thôi, quan trọng là mình canh đường á. Đây là cái bài thực tế là mình canh đường nè, căng đường mà thực tế nè, chạy ban đêm nè, căng đường mà ban đêm nữa, cứ căng á là cái tim đường, căng tim đường á thì dù ban ngày mình thấy rõ thì mình nhả liếc kiến trái liếc kiến phải, mình sẽ thấy cái đuôi xe mình nằm song song với tim đường là ok ha. Còn ban đêm thì mình không thấy thì mình cứ canh phía trước, mình chạy giữa tim đường mà ưu tiên là nhường bên phải. Lỡ mình lấn trái nhiều quá thì cái phương tiện mà đối diện mình thấy mình lấn quá thì có thể người ta sẽ lát mình biết mình lấn thì mình sẽ né vô cho người ta qua, ưu tiên cho người ta. Còn mình mà mình lấn bên phải thì bên phải người ta sẽ không biết mình, tại mình chạy sau lưng người ta mà không thấy. Trong nội ô thì mình chạy tốc độ nó vừa phải thôi, dưới 50, cho nên mình chạy đây là chưa được 50 km/h nè, mình đã mới chạy số 4 thôi, vô số 5 quá thì máy nó sẽ bị rùng, máy nó yếu. Rồi tới vùng Binh nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật để qua vùng Binh. Qua thằng Binh thì cũng giống như qua ngã ba ngã tư, mình muốn rẽ hướng nào, hướng trái hướng phải thì gần tới biển báo mình sẽ xi nhan theo cái hướng mình cần rẽ, sau đó mình cắt con về số 3. Giờ đây là mình sẽ bo qua trái nè, mình sẽ bắt xi nhan trái, cắt con số 3, rồi rê con nha. Ở đây gọi là rê con, vẫn giữ nửa con thôi, quan sát hai bên cho kỹ. Xong khi mình vô đường Binh rồi mình cứ quan sát phía trước, quan sát phía trước để mình chạy. Chứ một số bạn là khi mà chạy tới vùng Binh á, những bạn mà mới tập lái thường bỡ ngỡ nhất là vùng Binh, vô vùng Binh cứ nhìn qua nhìn lại qua lại vậy, mình không quan sát phía trước thì cũng nguy hiểm. Và khi vô vùng Binh rồi á, vô được rồi thì tranh thủ ra khỏi vùng Binh thì phải rút ga liền nha, chứ không có chần chừ.
chạy xe này á, chậm là an toàn, nhưng mà đôi khi chậm là nguy hiểm. Mình vô một bên đường mình chần chừ, mình không có ra nhanh á, thì nguy hiểm. Nếu mà trống thì mình cứ tranh thủ mình ra, mình chạy cho nó lẹ ra, chứ để chần chừ rất nguy hiểm. Mấy hôm trước mình đi cũng bị chần chừ á, nguy hiểm, rất nguy hiểm, có tình huống rất nguy hiểm. Nó những đường hai chiều nè, mình chạy mình láp lấn qua tim bên trái vẫn được nha các bạn, lấn 1/3 vẫn được. Bên kia nó thấy nó lát á, nó lát mình á, giờ mình né vô bên kia trước ngày giật nhiều, mình né cho nó, cho nó qua đó. Rồi không có chướng ngại vật nữa thì mình vẫn lấn qua bên trái ha, lấn qua trái 1/3 tim đường vẫn được, vẫn tốt, không gì hết. Nếu mà đường trống á, cái tim đường á, nó nói theo mấy ông thầy mà dạy trường lái, đa số nó mà kiểu bình dân á, cả tim đường đâm vô háng á là đúng á. Nó hạn chế tốc độ. Những khúc mình chạy chậm quá không đủ dòng tôi, mình về số các bạn, về số thấp, chạy cho đạt cái số đúng với cái tốc độ của xe nha. Những anh mà thường là chạy taxi ấy, gọi là chạy ép số, để số 3 chạy đạp máy rống ù ù lên, hoặc là để số 5 cứ để vậy hoài vậy hoài thì xe nó cũng mau xuống. Xe mình là 205 đó, đời cũng là sâu rồi đó, nhưng mà nói chung mình chạy đúng kỹ thuật rồi mình chăm sóc thường xuyên thì nói chung cũng còn ổn, chứ chưa nổi. Một số xe nó đời mới 2010 mấy, chứ mà chạy mà không đúng kỹ thuật thì vẫn rất là mau xuống xe. Gần tới xanh đèn đỏ này sẽ có hai tình huống. Một là mình sẽ chạy chậm chậm để mình chờ vừa đủ đường đèn xanh mình qua luôn ha, như trường hợp này nè, bây giờ đèn đỏ nè, mình có thể mình chạy chậm chậm mình chờ đèn xanh để mình qua luôn. Còn hai nữa, nếu mà dưới đèn đỏ thì mình bay tới đèn xanh đó, mình chờ đó, qua đèn xanh đó thì giờ mình qua luôn. Nếu tình huống đèn đỏ thì mình sẽ xử lý kiểu khác. Đèn đỏ thì các bạn mình nói trước luôn nha, ví dụ như gặp đèn đỏ mình sẽ cắt con, cắt con đi, thả thắng từ 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 ha, thắng ra từ, đừng thắng đứng liền nha, ra từ từ thôi, tới khi dừng hẳn mới thắng đứng lại đó. Rồi sau đó về số 1, về số 1 khi mà tín hiệu đèn xanh vừa lên thì mình sẽ rê con cho xe nó lăn bánh, xe vừa lăn bánh là mình vô số 2 mình đạp ga liền cho nó qua khỏi đèn xanh đỏ. Trong cái bài thi sát hạch á, có cái bài thi mày qua đèn xanh đèn đỏ, ngay từ đèn xanh đỏ thì cũng như vậy đó, nó cho mình có mấy giây thôi, có hình như là 10 giây em 15 giây gì đó để qua khỏi đèn xanh đỏ đó. Mà mình chần chừ mình không qua nó thì mình bị trễ giờ ha, trễ giờ thì mình bị trừ điểm. Cho nên là đèn xanh đèn đỏ cũng là một cái tình huống xe nó lấn qua, nhà nó xin qua, xin vượt qua nó cũng vô mà, thấy không? Nói chung là đi mà xe mà đúng luật á, thì chạy là người ta sẽ nhường mình, mình nhường người ta, người ta nhường mình. Từ một số tình huống mà bất khả kháng, ví dụ như là mấy xe gọi là xe điên, mấy ông mà tải, mấy ông ta xe công luôn á, chạy là ẩu phóng bạc mạng là mình thua. Chẳng quá giao thông không có. Còn chạy đúng thì giờ đường nè, nghe, ví dụ cái đường này là đường trống nè, mình canh giữa tim đường nè, thấy không đó, chạy lấn qua 1/3 là giờ là đẹp đó. Rồi khi mà xe tới đối diện nó chạy, nó thấy mình lấn quá mà nó cảm thấy nó qua được thì qua, nó qua nó sẽ lát mình, nó nép vô, nép qua phải. Chủ yếu là chạy ngoài đường là mình ưu tiên nhường bên phải, mình nhắc lại nhiều lần là ưu tiên nhường bên phải. Bữa trước nó tập cho đứa em nó chạy, nó que xem đa mà nó chạy là nó cứ tấp vô lại phải, xu hướng chết về lại phải mà chạy thì rất là nguy hiểm, quẹt xe người ta, quẹt những người chạy bên phải đó, rất là nguy hiểm. Đường xấu thì bạn về số thấp nha, bò từ từ qua nha. Trong cái bài học của mình cũng có, trong cái trường dạy lái xe cũng có nói rõ nè, gặp đường xấu, đường ổ gà thì mình về số thấp mình đi từ từ qua, chứ không phải để số cao mình phóng cái dèo qua mà. Thứ nhất là xe nó mau hư, thứ hai là không mất an toàn cho mình. Gặp tình huống ổ gà, dũng nước gì đó thì mình về số thấp mình đi từ từ qua. Như đường này đang làm nè, rất là xấu nè, mình để số 4, số 5 mình chạy ào ào vẫn được, nhưng mà sau đó về là xe mình sẽ thay phụ, thay này kia rất là nhiều, vỏ bánh đủ bấy bá hết. Đây mình cứ để số thấp mình bò từ từ qua.
quay khỏi cặp. Nói gần tới Bùng Binh nữa nè các bạn. Tình huống Bùng Binh nè, bây giờ mình cũng giống như nãy, tới biển báo bây giờ mình rẽ trái nè, mình bo theo phe hướng trái nè. Nó cắt con về xuống thấp ha, bắt xi nhan trái. Rồi cứ bò từ từ tới Bùng Binh đi. Rồi mình rê con từ từ đánh lái. Đánh lái thì các bạn đánh nhẹ nhàng thôi nha, chứ không có cầm tay lái cà giật nha. Sẽ gây rất là khó chịu nha, nhất là những người ngồi lên xe mà mấy người mà đi xe không quen mà lỡ mình chở người ta đi mà chạy cà giật hồi tối hết. Đó, bây giờ là ra tới đường có chạy theo len nè, đường quốc lộ nè. Nó chạy theo đường len thì bạn thấy là có 2-3 len, thấy không? 3 len, 1 len xe đạp, xe Honda, xe 2 bánh và 2 len xe ô tô. Thì ở đây mình chạy len ngoài bìa hết, sát cọc lương á. Thường cao tốc là len là cao, chạy là tốc độ cao. Len kế là tốc độ vừa, len trong là xe của xe 2 bánh. Nó ở đây mình vô tới số 5 nè, mình đảo tốc độ, mình canh đồng hồ. Cái canh đồng tô mình đảo cho tốc độ. Ngoài cái đường này thì có một xen kẽ lâu lâu từng khúc sẽ có những cái chỗ quẹo, những chỗ quay đầu xe đó, thì mình thấy từ xa biển báo gần tới đó mình cũng càng cái nha, bóp càng cái nha, lỡ nhiều khi có tình huống bất ngờ là xe bên kia đâm ngược qua đó nè, như đây nè, gần tới nè đó, mình càng cái cho người ta biết đó. Mặc dù đường trống nhưng mình tập thói quen cho quen các bạn. Nói chung là lái xe phải an toàn. Chạy theo len thì mình không có canh cái tim đường ở bên vai gì nữa, mà mình canh chiếc xe mình nằm giữa hai tim đường các bạn, chứ đừng có chạy lấn tim nha. Lấn tim nhất là đi quốc lộ mà đi đường dài á, mình chạy lấn tim á thì giao thông sẽ hỏi thăm mình. Đó, muốn qua len nào chạy thì mình sẽ nhanh trước. Ví dụ như giờ đang chạy lên trái nè, mình muốn qua lên phải thì mình nhanh phải, mình qua mình nhìn tiếng phải cái trái liếc coi có xe nào lên không, nói rồi mình qua. Mà ví dụ như xe sau lưng nó thấy mình qua mà không có đúng thì nó sẽ lát mình, thì mình đừng có nên qua, còn nó càng thì nó không qua. Bạn là mình nhanh cho đúng hướng nha, nhanh trái hoặc nhanh phải nha. Một số anh xe tải mình thấy ngoài đường thường nhất là mấy anh đó cứ tới Bùng Binh là cứ bắt đèn khẩn cấp. Mấy anh không, mình không nghĩ là cái đó để tín hiệu để làm cái gì, tại vì khẩn cấp là khi mà trường hợp xe mình có bị vấn đề gì hay là một cái tình huống gì đó mới sử dụng đèn đó. Còn thường qua Bùng Binh thì mình cứ theo, mình đi theo hướng nào thì bắt nhanh hướng đó. Còn mình bắt đèn khẩn cấp lên thì người khác xe khác không biết mình đi theo hướng nào á, rồi sẽ nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì khi ví dụ đường rộng thì không nói, đường đông thì không ai nhường ai á, cho nên là mình bắt cái kiểu đó thì khó phân biệt được là mình đi theo hướng nào. Mà thường mấy xe tải là chuyên cái chuyện đó, cứ chạy gần tới Bùng Binh là bắt đèn khẩn cấp mà nó không nhớ tín hiệu để làm cái gì. Xe những địa hình khác nữa, ví dụ đi cao tốc hay là đi được.